hoàng đế Đào Minh Quân, chống cộng như thế liệu có thành? Hãy thôi ngay những trò bịp bợm đó. Kính chào quý khán giả của kênh Sử Việt Aret. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một vấn đề đáng chú ý đang thu hút sự chú ý của dư luận những năm gần đây. Đó chính là câu chuyện của hoàng đế Đào Minh Quân, người tự xưng là hoàng đế của một quốc gia Việt Nam tự do, và những hành động chống cộng từ ông và những người xung quanh. Tuy nhiên, liệu với những trò bịp bợm mà ông ta và những tổ chức hải ngoại dựng lên, mục tiêu chống cộng có thể thành công hay không? Liệu một nhân vật tự xưng là hoàng đế có thể thực sự mang lại tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam? Đối với những người Việt Nam yêu nước và luôn tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, chúng ta không thể im lặng trước những hành động này. Bởi lẽ, những hoạt động của Đào Minh Quân và những kẻ đồng lõa chỉ là những trò lừa đảo nhằm lợi dụng lòng yêu nước của một bộ phận người dân để phục vụ cho những lợi ích cá nhân và lợi ích của các thế lực bên ngoài. Trong video này, chúng ta sẽ phân tích và làm rõ những vấn đề xung quanh nhân vật này, cũng như những mưu đồ đen tối mà ông ta đang thực hiện. Mời quý vị theo dõi qua bài viết của Minh Tiến, Hoàng đế Đào Minh Quân, chống cộng như thế liệu có thành? Hãy thôi ngay những trò bịp bợm đó. Một, ai là Đào Minh Quân? Đào Minh Quân, người tự xưng là hoàng đế của một quốc gia Việt Nam tự do, thực tế là một nhân vật không có căn cứ pháp lý hay lịch sử nào để xác nhận vai trò của mình. Ông ta tuyên bố rằng mình là người thừa kế của một triều đại cổ xưa, tuy nhiên những thông tin này hoàn toàn không có giá trị và không có cơ sở chứng minh nào. Đào Minh Quân đã chọn con đường tự phong mình là hoàng đế và lập ra chính phủ Việt Nam Cộng hòa lâm thời, một tổ chức mà thực tế chỉ tồn tại trong hình thức tuyên truyền, không có một sự ủng hộ thực sự từ người dân trong nước hay cộng đồng quốc tế. Người dân trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, không hề biết đến Đào Minh Quân như một nhân vật có thực lực hay có ảnh hưởng. Họ cũng không có sự quan tâm đến những lời tuyên bố ngông cuồng của ông ta. Hình ảnh Đào Minh Quân trong mắt họ không khác gì một trò hề, một vở kịch được dựng lên để lừa phỉnh và kích động những người cả tin. 2. Mưu đồ đằng sau việc tự xưng là hoàng đế Đào Minh Quân. Chắc chắn một câu hỏi sẽ được đặt ra, tại sao Đào Minh Quân lại tự phong mình là hoàng đế? Liệu mục đích thật sự của ông ta là gì? Chúng ta cần nhìn nhận một cách thấu đáo rằng đằng sau danh hiệu tự xưng này là những mưu đồ chính trị và lợi ích cá nhân rõ ràng. Đào Minh Quân không phải là một người duy nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại theo đuổi cuộc chiến chống cộng. Tuy nhiên, ông ta đã biết cách khai thác sự thất vọng và khát vọng của một bộ phận người Việt để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Dù tự xưng là hoàng đế, nhưng thực tế Đào Minh Quân chỉ là một người dẫn đầu một nhóm người tị nạn có chung một mục tiêu là chống đối chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, những hành động này lại không mang lại lợi ích gì cho đất nước, mà chỉ làm chia rẽ cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Mưu đồ của Đào Minh Quân là lợi dụng sự phân hóa trong cộng đồng người Việt để phục vụ cho các thế lực bên ngoài, những thế lực có lợi ích trong việc duy trì sự bất ổn ở Việt Nam. Chính vì vậy, ông ta không hề quan tâm đến lợi ích thực sự của người dân Việt Nam, mà chỉ tìm cách thu hút sự chú ý từ các tổ chức quốc tế nhằm mục đích tạo ra một vị thế cho mình. 3. Các hoạt động chống cộng của Đào Minh Quân, lừa đảo và giả dối. Một trong những hoạt động nổi bật của Đào Minh Quân và tổ chức của ông là các chiến dịch tuyên truyền và chống đối chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, không có gì là mới mẻ hay thực tế trong những hoạt động này. Những cuộc biểu tình, những lá thư phản đối, những lời kêu gọi lật đổ chính quyền Việt Nam, kêu gọi quyên góp tiền đều chỉ là những hành động lừa đảo, nhằm mục đích gây mất ổn định trong nước và kiếm lợi cho cá nhân ông ta. Chúng ta có thể thấy rằng, thay vì tập trung vào công việc thực sự giúp đỡ người dân Việt Nam, Đào Minh Quân chỉ tạo ra những hình ảnh phản cảm và lừa đảo, nhằm thu hút sự chú ý và sự ủng hộ của những người dễ bị lừa. Những hoạt động của ông ta thực sự không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho đất nước, mà chỉ tạo ra sự chia rẽ và xung đột trong cộng đồng người Việt. Ngoài ra, các tổ chức chống cộng hải ngoại, bao gồm cả tổ chức của Đào Minh Quân, đã lợi dụng các vấn đề nhạy cảm trong xã hội Việt Nam để kích động và tạo ra những cuộc biểu tình vô nghĩa. Những hành động này không chỉ gây mất đoàn kết dân tộc, mà còn tạo ra sự hiểu lầm và bất hòa giữa các thế hệ người Việt trong và ngoài nước. 4. Liệu Đào Minh Quân có thể thành công? Đào Minh Quân tự xưng là hoàng đế và hô hào chống cộng nhưng thực tế, ông ta không có khả năng thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam hiện nay được xây dựng trên nền tảng sự đoàn kết, lòng yêu nước và sự kiên định trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước. Không ai có thể phá vỡ được nền tảng vững chắc này chỉ bằng những lời tuyên truyền và những cuộc biểu tình vô ích. Ngoài ra, sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua đã chứng minh rõ ràng rằng những nỗ lực phá hoại và chống đối không có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam. Người dân Việt Nam ngày nay đã có đủ nhận thức để phân biệt đâu là sự thật và đâu là những trò lừa bịp.
Các bạn thân mến của kênh Sử Việt Aret, qua những phân tích trên, chúng ta có thể thấy rõ rằng Đào Minh Quân và những người theo đuổi các hoạt động chống cộng không có cơ hội thành công. Những trò bịp bợm này không chỉ không mang lại lợi ích cho đất nước, mà còn làm chia rẽ cộng đồng người Việt. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, yêu nước và bảo vệ Tổ quốc, không để những kẻ mưu đồ lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta vì lợi ích cá nhân. Cuối cùng, nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích, đừng quên yêu thích, chia sẻ và để lại những bình luận dưới video để chúng ta cùng nhau trao đổi ý kiến. Hãy đăng ký kênh Sử Việt Aret và đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá và bảo vệ sự thật lịch sử. Cùng nhau hành động vì một Việt Nam thịnh vượng, ổn định và phát triển.